Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có mua được của khách cái con xác con Samsung này, là con Samsung J6 2018. Và tình trạng là đang bị máy ve chai là đang bị là thấy người ta bảo là bị rơi nước, mà mình chưa tháo ra là kiểm tra xem là có bị rơi nước hay không. Đây ạ, và mình đây máy còn khá đẹp, nguyên bản. Và mình nghe nói với khách là khách bảo với mình là bảo là con này là gửi đi trung tâm bảo hành Thế Giới Di Động ấy mất một tháng, mà lấy về thì họ bảo giá cao quá, thế là khách hàng không làm nữa, khách hàng cầm ra bán cho mình gọi là mình mua giá ve chai, và có lấy được cái gì thì lấy. Và với những con máy này thì mình theo mình thì bên họ chắc cũng đã tháo ra kiểm tra rồi, và không biết là mình bây giờ mình vừa mới mua được vừa xong. Đây này, con này là Samsung, con này là con J4, bản này là bản 16 GB. Đây này J4, mình nhầm là J4, thấy chữ ghi J4 mà không biết là mình thấy J4 mà lại rất J4 cộng à. Mình nhìn thì mình này thấy ghi đi J4, không biết là phải J4 không. Và mình sẽ tháo ra nhé, mình sẽ mổ xẻ chiếc J4 này ra cho bạn xem. Mình máy này tháo ra rồi chứ mình nghĩ là cũng dễ thôi. Đây ạ. Và máy mình đã lách được ra gần này. Và Thế Giới Di Động là trung tâm bảo hành của Samsung đã gửi trả về và không làm nữa. Và mình nay phải mổ xẻ nó ra xem là bên trong là tình trạng như nào và họ đã làm gì rồi. Đây ạ. Đây ạ, à, Samsung đây con J4 đây. Khách này, và đây là J4. Mình sẽ nó phần này nhá. Đây các bạn ơi. Đây. Và đây là chiếc màn hình con Samsung này, con Samsung J4. Đây. Thấy ghi trên bio kia là J4, đây màn hình của nó đây, và đây cáp màn hình rất dài thòng lòng đây. Và mình sẽ gỡ cái cáp màn hình này ra. Cho anh ở đây mình sẽ gạch cái này ra. Mình sẽ để gọn cái đồ nó ra và mình sẽ tháo màn ra. Đây màn của Samsung điện, màn này thì là màn theo mình đây là màn không phải màn AMOLED, màn này là màn phản quang. Đây là cái miếng này, miếng phản quang. Nếu mà các bạn mà bị rơi nước hay là xịt nước vào đây thì theo mình là cái màn hình này sẽ bị loang hết nước lên màn hình, nó không như màn AMOLED. Đấy, màn này là màn sẽ rẻ tiền hơn là màn Samsung của máy AMOLED nhé. Mình sẽ để ra đây. Ở đây là chiếc main của nó đây. Main của nó đây thì theo mình thì ốc này thì đã tháo ra rồi. Và mình sẽ mổ xẻ ra cho bạn xem bên trong như nào nhé. Rất nhiều ốc các bạn nhé. Này, ốc rất chắc khỏe. Ốc này theo mình thì là ốc như ốc ngày xưa, ốc ngày trước thì rất trơn hơn. Ốc bây giờ sẽ mở càng ngày càng khó hơn. Mình sẽ tháo từ trên dưới. Ai da, ốc rất chắc các bạn. Không biết họ có vặn vòng này không mà rất chắc chắn. Mình phải dùng hai tay để vặn rất khỏe. Con này thì khách bảo là trung tâm bảo hành Samsung gửi về. Và đây mình check xem là còn tái sử dụng được không nhé. Còn tái sử dụng được thì mình mua ve chai con này là giá 200.000 đồng. Và mình mua liều là xem là tái sử dụng được không. Không tái sử dụng được coi như là cũng
mua đồ để làm thí nghiệm cho các bạn xem. Sẽ tái dùng con này, có khai sim mình sẽ chọc cái sim này, này mình sẽ tái sử dụng con này. Máy thiết kế rất nhẹ, không có một cái gì cả. Mình thấy bây giờ máy Samsung bây giờ nó không thiết kế được chắc chắn như ngày trước nữa. Như Samsung Z7 Pro mình tháo nó ra rất chắc chắn, mà vỏ rất chắc, những cái này vỏ nhựa cảm giác cứ ọp đẹp kiểu gì các bạn. Mình sẽ dùng banh cạnh không đau tay lắm, đằng nào cũng là đồ ve chai, tiếc mỗi vì vỏ đẹp thôi, nhưng mình cũng không tiếc. Vâng đây ạ, và mình đã cụi ra. Đây là phần vỏ. Vỏ là vỏ nhựa. Đây ạ các bạn, vỏ nhựa đây ạ. Vỏ nhựa chắc cũng để làm theo mình nghĩ thì chắc là họ thiết kế nhựa để giảm chi phí sản xuất. Nhựa rẻ giảm chi phí sản xuất sẽ máy sẽ thành sẽ rẻ đi. Và đây là mình phần bo mạch mềm. Đây là pin, phần bo mạch mềm này, camera này, rung này, chân sạc, chân tai nghe này, và đây còn hai ốc. Đấy, mình sẽ tháo hai ốc này ra xem nào. Bên trong mềm này như thế nào. Và mình không thấy một cái anten đáng tiếc nào ở đây thì mình đây lần đầu tiên mình tháo ra. Thì mình không biết là anten sóng. Phần camera trước mình sẽ tháo riêng ra. Đây là phần pin, đây phần lông ngoài của máy, đây xương máy lông ngoài, đây thì ghi chi, chữ ghi đấy, mà không biết là ghi này, họ ghi này để làm gì, cũng xương dẫn, xương này chỉ xương cứng, nhựa chỉ cứng hơn một chút, pha một tí ấy vào cho cảm giác chắc chắn, xương rất chắc. Và đây là phần mên. Đây là phần main của máy thì mình theo mình nhìn thì máy thì main còn khá là đẹp, mà không biết là nguyên nhân tại sao mà lại chết. Ở phần chân pin thì mình có thấy mốc, đây phần mình có thấy mốc nước, mà sao gửi lên trung tâm bảo hành họ sẽ, mình thắc mắc một điều là sao họ, mình thắc mắc một điều là sao họ lại không đánh rửa lại cho khách hàng các cái chân pin này. Ví dụ đây các bạn đây ạ, để ý đây, đây là nó mốc xanh, chân pin cũng đang mốc xanh. Và cái phần này thì mình nhìn thì chưa có mốc xanh, mình sẽ tí nữa mình sẽ đánh rửa lại, mình thử cho khách, thì hơi tí phần đầu thôi. Phần đầu thì không biết là có thể khắc phục không. Mình còn hai cái lồng này. Mình nghĩ là hai cái lồng này mình sẽ tí nữa mình sẽ quại thử ra xem là hai cái lồng này thế nào. Đây vâng, và họ báo giá chắc là báo giá thay main. Mình nghĩ thay main mà không biết là còn cái màn này, cái màn hình này không biết là còn sống nữa không á, nên mình không không biết được. Nếu mà bây giờ mà chi phí mà dựng lên được một con như này thì mình khả năng là chi phí cũng cao. Thế bảo họ bảo cũng báo cao, đâm là khách hàng không sửa nữa và thanh lý xác cho mình. Vậy mình mua lại giá ve chai là 200.000. Và video của mình thì lại kết thúc đến đây. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi.
Và mình sẽ chỉ các bạn. Và nếu mà mình mà tí nữa mà mình cứu được con này thì mình sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem phần 2. Còn phần 1 thì mình sẽ sơ qua cách tháo con này và xem là máy bên trong là dính nước kiểu như thế nào. Và trung tâm bảo hành thì mình chưa thấy họ chưa làm gì, động tĩnh gì cả. Các con này gì, chỗ này gì, chân pin gì mà không biết trong lồng này có hay gì không. Chỗ này thì mình không biết là có gì không. Bên dưới mình nhìn rất sạch sẽ đẹp đẽ nhưng không thấy hiện tượng gì cả. Ve chai như này thì mình mua như này là rất liều các bạn ạ. Đấy, các bạn thì có cái mọi vấn đề thắc mắc gì về điện thoại hay là máy móc ấy, các bạn thì cứ một lời kết bạn mình Zalo hoặc là Facebook thì các bạn mình giao lưu và chia sẻ. Các bạn thì cứ hỏi yên tâm, không phải lo đâu, mình thì thoáng nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Tạm biệt các bạn, là nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé các bạn nhé.